Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng bất động sản phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, luật đất đai năm 2013 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, có nhiều điểm mới, quy định cụ thể đầy đủ các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất. Công tác quản lý nhà nước về đất đai phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước trong tình hình mới và hội nhập quốc tế đã giải quyết được nhiều hạn chế vướng mắc trong quản lý đất đai. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm triển khai, luật đã bộc lộ nhiều bất cập cần tháo gỡ như các quy định của luật đất đai chưa phù hợp, quá trình tổ chức triển khai thi hành các quy định trên thực tế tồn tại nhiều rủi ro, mâu thuẫn lợi ích dẫn đến tranh chấp đất đai, công tác thu hồi định giá đất đền bù chưa hợp lý. Vậy cụ thể những bất cập tồn tại của luật đất đai năm 2013 là gì? Nguyên nhân nào dẫn đến những bất cập đó? Tất cả vấn đề này chúng tôi sẽ phân tích trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Luật đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. So với luật đất đai năm 2003, luật đất đai sửa đổi có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều. Luật đất đai 2013 có nhiều điểm mới so với luật đất đai 2003. Qua hơn 4 năm tổ chức thi hành luật, công tác quản lý đất đai đã đạt được những hiệu quả nhất định như kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp thi hành luật đất đai giữa luật đất đai năm 2003 và luật đất đai năm 2013, hạn chế ách tắc gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực tiễn hơn 4 năm thi hành, luật đất đai năm 2013 đã bộc lộ một số vướng mắc như việc thu hồi đất, bồi thường, việc định giá đất và thuế đất vẫn chưa đạt được trạng thái cần thiết của chuẩn mực quản lý phù hợp. Theo con số thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 70% tỷ lệ khiếu nại liên quan đến đất đai, trong đó nổi cộm là vấn đề thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng cho người dân. Liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của người dân, vừa qua 18 hộ dân ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Trung Đồng tại xã Nhật Tân. Theo đơn khởi kiện của các hộ dân nơi đây, khu vực thực hiện dự án là đất nông nghiệp, người dân vẫn canh tác, sản xuất ở đấy. Thậm chí, Ủy ban Nhân dân tỉnh trước đây cũng đã phê duyệt dự án nông nghiệp tại đây, vẫn chưa có quyết định kết thúc dự án. Thế nhưng, ngày 28 tháng 12 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành quyết định phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, chưa có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Dự án đã được chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư. Khi bị dân khiếu kiện đến ngày 7 tháng 12 năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam mới ban hành nghị quyết về các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 hectare đất trồng lúa bổ sung năm 2017 và năm 2018. Có những cái địa phương mà còn thu hồi đất xong rồi mới có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Điển hình như như tỉnh Hà Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý thu hồi đất chỉ dựa vào một cái thông báo, một cái văn bản của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Sau đấy thu hồi đất xong của người dân rồi, đến khi người dân khiếu kiện thì Hội đồng Nhân dân mới hợp thức hóa bằng cái cách là gì? Là ban hành một cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân là đồng ý cho dự án, nhưng lúc đấy thì dự án đã thu hồi, cưỡng chế thu hồi xong của người dân rồi. Đấy, rõ ràng đây là cái sự sai phạm dẫn đến cái sự bức xúc rất lớn ở trong người dân. Luật đất đai 2013 đã quy định rõ các trường hợp thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh quốc phòng, trường hợp thu hồi đất để phục vụ dự án kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chính quyền địa phương đã dùng quyền lực của mình để thu hồi đất không phục vụ cho mục đích công cộng mà phục vụ cho một số nhóm đối tượng. Chính vì vậy, đây là vấn đề nổi cộm bức xúc nhất hiện nay. Bàn về sửa đổi luật đất đai 2013 thì lúc bây giờ nói rằng là không thể có cái mục đích thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội chung mà chỉ được là thu hồi đất cho các cái mục đích gọi là công cộng thôi. Mục đích công cộng là gì? Mục đích công cộng là các cái dự án đấy phải cho tất cả người dân đều có quyền hưởng lợi, chứ không phải chỉ cho doanh nghiệp để kiếm tiền hay là để kinh doanh kiếm lời, mà phải tất cả các người dân đều có quyền sử dụng. Tôi nói ví dụ là nếu thu hồi đất để làm một cái công viên thì cái công viên đấy không được thu tiền để người dân, bởi vì ai cũng phải được tiếp cận được vào cái công viên đó, thì đấy mới là mục đích công cộng chẳng hạn.
thì cái vấn đề là cái mục đích này đấy, thu hồi đất ấy, là vấn đề nổi cộm nhất trong cả quy định của hiến pháp lẫn cả quy định luật đất đai. Thực tế cho thấy còn tồn tại về thực hiện công tác giá đất đền bù khác nhau giữa nhà nước thu hồi và dự án do các doanh nghiệp thu hồi. Giá đền bù thu hồi đất theo đơn giá nhà nước quy định là quá thấp. Việc định hình thành khung giá đất của nhà nước còn nhiều bất cập. Chúng ta đang cố gắng rất nhiều để xây dựng một cái khung giá đất nhà nước nó tiệm cận với lại là giá thị trường. Thế nhưng mà rõ ràng là nó không đạt được kỳ vọng. Nó vẫn rất xa, 1 m² đất nông nghiệp vẫn chỉ được chưa đủ một bát phở. Thế trong khi đấy khi thu hồi xong mà chưa kịp xây xong hạ tầng thì chủ đầu tư đã giao bán với mức giá hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu cho 1 m² đất. Thì rõ ràng ở đây chúng ta chưa thấy cái sự sát ở cái giá thị trường. Quy định sử dụng đất là vấn đề được quan tâm đặc biệt tại Việt Nam, là công cụ quan trọng để xây dựng kịch bản sử dụng đất trong tương lai gần và nhà nước sẽ thực hiện kịch bản đó bằng quyền lực của mình. Tuy nhiên trên thực tế, quy hoạch sử dụng đất trong luật đất đai 2013 còn chưa minh bạch rõ ràng. Tôi cho rằng cái khâu yếu hiện nay của chúng ta là cái khâu quản lý cái quy hoạch sử dụng đất. Từ cái việc lập cho đến công bố, chắc là chúng ta ngồi đây không ai biết là đất nhà mình không biết ngày sau sẽ là cái gì. Nếu tôi biết được đất nhà tôi chắc chắn sẽ ra làm sân bậc vận động, thì tôi sẽ từ từ tôi điều chỉnh, hoặc là tôi mời tôi bán cho rẻ. Và các bạn hàng muốn mua thì cũng biết đấy nó là sân vận động rồi. Trong khi đó luật chúng ta quy định rất rõ là phải quy hoạch, phải được lập, công bố rất công khai, nhưng chúng ta chưa làm được. Theo các chuyên gia, trong thực tiễn triển khai luật đất đai 2013 đã bộc lộ một số hạn chế, khó khăn, bất cập, nhiều quy định của luật đã không còn phù hợp với thực tiễn. Hơn 4 năm triển khai thì luật đất đai 2013 cũng đã bộc lộ rất nhiều những cái thiếu sót. Theo như đánh giá của Bộ Tài nguyên Môi trường thì và một số các cái chuyên gia khác thì có khoảng đến 9 đến 10 cái vùng chính sách mà luật đất đai năm 2013 cũng không còn phù hợp nữa. Nó bao gồm cả từ cái việc là quy hoạch sử dụng đất như thế nào, đến vấn đề về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đến cái việc định giá đất, và đặc biệt là vấn đề về thu hồi, bồi thường, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất đai. Cùng với những bất cập nêu trên, luật đất đai 2013 còn bộc lộ việc sử dụng đất lãng phí, gây tham nhũng, tích tụ, tập trung, đất nông nghiệp chậm, không theo kịp nhu cầu tái cơ cấu ngành. Công tác bồi thường, hỗ trợ người dân sau khi thu hồi đất còn chưa thỏa đáng. Khó khăn trong tiếp cận đất đai vẫn là một trong những rào cản để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Những tồn tại này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ các quy định của luật đất đai chưa phù hợp, nguyên nhân khác từ quá trình tổ chức triển khai thi hành các quy định trên thực tế còn tồn tại nhiều rủi ro, mâu thuẫn lợi ích dẫn đến tranh chấp đất đai, đã có những khoảng trống về luật đất đai chưa được điều chỉnh, như chưa có quy định cụ thể về cơ chế, hình thức, thậm chí là chưa có chế tài xử phạt đối với những sai phạm, nên gây khó cho người dân và cả doanh nghiệp. Một trong những nguyên nhân của những tồn tại bất cập nêu trên là do hệ thống pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, không đồng bộ và thống nhất, dẫn tới không rõ trách nhiệm quản lý, gây khó khăn cho tổ chức thực hiện. Có một số nội dung quy định biểu hiện chưa phù hợp với thực tiễn triển khai, có một số nội dung phát sinh mới trong thực tiễn nhưng pháp luật chưa có quy định điều chỉnh. Bản thân hệ thống đất đai nhiều trường hợp là chúng ta không đồng bộ, thống nhất với nhau, dẫn tới kết quả là khi thi thì có thể là các chủ thể người ta vận dụng pháp luật để mang tính chất là trục lợi trong nhánh nháy, cũng có thể là dẫn tới là khả năng tiếp cận không thực hiện được. Ví dụ như thực tiễn hiện nay là giữa luật đấu thầu và luật đấu giá, luật đất đai, luật đất đai liên quan dự án luật sản xuất kinh doanh thì về nguyên tắc phải đấu giá, nhưng luật đấu thầu lại có quy định tương tự là đấu thầu. Vậy trong nhiều dự án người ta lại lựa chọn đấu thầu hay lựa chọn đấu giá, thì trong trường này rõ ràng giữa hai luật với nhau là chưa tương tác được. Hay câu chuyện ở đây luật đất đai thì quy định một số trường hợp là có thể đấu giá, không cần giao đất, không cần thông qua đấu giá do thủ tướng chính phủ quyết định. Nhưng thủ tướng chính phủ quyết định trên dưới các bước nào thì chúng ta lại quy định không rõ ràng, minh định trong cái luật đất đai.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự bất cập của luật đất đai là do Việt Nam là đất nước xây dựng nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Luật đất đai tuy đã có những thay đổi quan trọng nhưng nhiều nội dung của luật vẫn mang nặng quan điểm của mô hình kinh tế kế hoạch tập trung và đây chính là lỗ hổng cho các nhóm lợi ích lợi dụng thâu tóm một khối lượng tài sản khổng lồ của nhà nước. Sự thay đổi phát triển rất là nhanh của nền kinh tế Việt Nam thì quản lý nhà nước là theo chưa kịp. Đấy, quản lý nhà nước là theo chưa kịp. Đặc biệt đó là cái khâu quản lý nhà nước về đất đai thể hiện ở cái chỗ thông tin lịch sử sử dụng đất của những người sử dụng đất với nhau. Cho rằng là khái quát thì phải nói rằng là pháp luật đất đai của Việt Nam hiện nay là chúng ta có những cái quy định rất yếu ớt về mặt giá trị đất đai. Nói cách khác từ cái cách thức định giá cho tới gọi là cái giá trị đó thì được chuyển ra thị trường như thế nào. Sau luật đất đai và nhiều văn bản liên quan cho thấy về nguyên tắc đã xác lập hệ thống theo dõi, giám sát đối với quản lý đất đai, hiệu quả sử dụng đất. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện của nhiều bộ phận cán bộ chưa đúng. Công tác giám sát kết quả thanh tra, xử lý vi phạm còn buông lỏng, chưa nghiêm. Chính sách pháp luật ở đây rõ ràng là đang có sự buông lỏng quản lý. Còn không nói đến cái việc là tiếp tay cho sai phạm. Chúng ta biết là gì? Là gần đây nhất, cách đây có mấy ngày thôi, thì kết luận của thanh tra đã chỉ ra những cái sai phạm đất đai ở Thủ Thiêm, quy hoạch. Đấy, thế thì rõ ràng ở đây không phải pháp luật. Không phải pháp luật là không chặt. Kể cả từ thời điểm năm 93, luật đất đai năm 93 đã có những cái quy định phù hợp với thời điểm đấy rồi. 2003 cũng vậy, và luật quy hoạch sau này cũng thế, rồi luật kinh doanh bất động sản ra nữa. Thì chúng ta không có lý gì chúng ta nói rằng là không có quy định pháp luật điều chỉnh. Mà ở đây rõ ràng là những con người thực thi pháp luật, đặc biệt là các cán bộ, lãnh đạo ở các địa phương đã cố tình bao che, dung túng cho sai phạm và không nói đến là cái việc là có hay không có cái việc lợi ích nhóm. Những bất cập của luật đất đai không được khắc phục thì những hệ lụy trên đây sẽ tiếp tục phát tác hậu quả nặng nề. Đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Vì vậy, việc loại tài nguyên này bị thất thoát lãng phí thì tất yếu sẽ kìm hãm sự phát triển của quốc gia. Không những vậy, còn là nguy cơ gây mất ổn định chính trị xã hội. Do đó, để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật, phải rà soát sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai năm 2013 là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Trong cái sửa đổi luật đất đai lần này, thì có lẽ chúng ta phải tập trung vào là giải quyết những vấn đề về kinh tế đất. Chúng ta phải làm thế nào để xác định được là cái giá trị kinh tế của đất đai khi thực hiện cái đền bù giải phóng mặt bằng. Trong đền bù giải phóng mặt bằng như thế, chúng ta phải đền bù cho cái người dân theo cái giá đất mà đúng ngang bằng với cái giá trị mà thường được giao dịch trên thị trường. Nếu chúng ta làm được việc đó thì người dân người ta cũng sẽ sẵn sàng di dời và sẽ không phát sinh khiếu kiện. Đồng thời khi mà đền bù giải phóng mặt bằng như thế thì chúng ta lại cũng phải có một cái quy định về điều tiết cái giá trị nó tăng lên. 9-10 điểm mà luật mà Bộ Tài nguyên Môi trường và Chính phủ đề xuất sửa đổi thì tôi cho rằng cái mấu chốt nhất đó là vấn đề về cái thẩm quyền thu hồi đất đai của nhà nước. Và định luật đất đai năm 2000 sửa đổi tới đây cần phải làm rõ cụ thể hơn về cái việc là trường hợp nào thì nhà nước thu hồi đất đai và trường hợp nào thì doanh nghiệp, nhà đầu tư phải đàm phán với các bên. Chúng ta phải hạn chế tối đa cái việc là nhà nước thu hồi đất đai của người dân và dựa trên cái khung đất đai mà nhà nước vẫn đang làm như hiện nay. Một trong những cái điểm rất quan trọng mà cần phải sửa đổi trong lần sửa đổi luật đất đai lần này để chúng ta có được một cái cách thức không làm mất giá trị đất đai mà những cái đất đó là đang thuộc thẩm quyền quyết định của nhà nước thì và cái đó nó phải đi vào ngân sách nhà nước. Nhất là trong tình trạng hiện nay là ngân sách là đang thiếu nguồn thu, đang khó khăn. Ở Việt Nam các đồng chí bàn về chế độ sở hữu đất đai, về quyền sử dụng đất. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này nó là câu chuyện mang tính lịch sử và cái thể chế. Và chúng ta không dễ gì để làm một cái nó minh định rõ ràng được nếu như nhìn lại cả một cái quá trình phát triển như vậy. Có điều chúng ta bây giờ làm sao mà quản lý cho nó có hiệu quả và công khai minh bạch. Quan trọng nhất là tôi hiểu là công khai minh bạch kể cả câu chuyện các đồng chí. Ở đây là các cơ quan chức năng là đấu giá hay đấu thầu
quyền sử dụng đất đối với các loại dự án nào thì phải để cho xã hội người ta kiểm soát được câu chuyện đó. Chỉ đấy mới là cái quan trọng nhất về câu chuyện chúng ta thực hiện. Nhưng còn nếu như mà vẫn còn đâu đó mà chưa công khai minh bạch thì cái nguy cơ tham nhũng hoặc lợi ích nhóm ở đây chắc chắn sẽ còn. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.